Luis Sepúlveda sinh ngày 4 tháng 10 năm 1949 tại Ovalle, Limarí, Chile. Sau khi học trung học ở Santiago, ông học ngành sản xuất phim tại Đại học Quốc gia Chile. Ông hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản từ năm 1961. Luis Sepúlveda có nhiều tác phẩm tiêu biểu, trong đó phải kể tới Chuyện con mèo dạy hải âu bay, từng đoạt được nhiều giải thưởng lớn. Tác phẩm đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam, là cuốn sách dành cho thiếu nhi đầu tiên của Sepúlveda, cho thấy một phong cách trong sáng, hài hước đầy tinh tế, trái tim khao khát tự do cũng như tấm lòng quý giá của một con người đối với tự nhiên và môi trường. Tác phẩm là một câu chuyện thấm đẫm nhân văn, là cuộc hành trình dài đi thực hiện ba lời hứa của chú mèo mập Jabba: sẽ không ăn quả trứng, sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi chú chim non ra đời, và điều cuối cùng dường như không tưởng là dạy nó bay. Mọi khó khăn đã chứng minh rằng sâu thẳm bên trong chú mèo Jabba là một trái tim nhân hậu, tràn trề thứ tình cảm gọi là yêu thương chân thành. Ông viết với một cái bút pháp, thứ nhất là nó rất hợp với trẻ con. Tức là nó có cái gì đó rất ngộ nghĩnh, nó tươi mới, phác họa tính cách cũng theo một cái nhìn của trẻ con. Mặc dù có khi phác họa tính cách một con mèo già, phác họa tính cách một cái con mèo mà nó có một cái quyền thế gọi là con mèo đại tá, thế nhưng mà với một cách nhìn cũng rất là trẻ con. Bởi vậy tôi nghĩ rằng là các em thiếu nhi đọc cái chuyện tôi nghĩ rằng sẽ thích thú. Qua câu chuyện này, tác giả cũng muốn chúng ta nhận thức, thức tỉnh lại về việc môi trường đang bị ảnh hưởng, ô nhiễm như thế nào. Qua đó thì có một số bài học mà em nhận được, đó là hãy luôn giữ chữ tín của mình, khi đã hứa thì hãy làm nó. Dù và nữa là cái sức mạnh của cộng đồng, khi chúng ta đoàn kết lại, khi tất cả cùng hợp sức lại thì sẽ làm được những điều to lớn. Nhà văn người Chile Luis Sepúlveda đã qua đời tại một bệnh viện ở miền Bắc Tây Ban Nha sau khoảng 6 tuần được kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2. Luis Sepúlveda mắc COVID-19 sau khi ông trở về từ một đại hội sách tổ chức ở Bồ Đào Nha. Ông được đưa đến bệnh viện vùng Asturias, Tây Ban Nha vào ngày 25 tháng 2. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông đã không thể qua khỏi. Luis Sepúlveda đã qua đời ở tuổi 72 trong sự tiếc thương của độc giả trong nước và quốc tế.